Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Trấn Thành, Trịnh Kim Chi nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nghệ sĩ Hoàng Lan. Rất nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự xót xa khi hay tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật. Như Thanh Niên thông tin, nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời hôm ngày 4 tháng 2 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của diễn viên Cổng Mặt Trời để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ lại khoảnh khắc của đàn chị kèm theo dòng chia sẻ. Hết đau đớn rồi, thôi chị nghỉ ngơi nhé, mọi người sẽ luôn thương nhớ về chị. Trước đó trong khoảng thời gian nữ nghệ sĩ bị bệnh, Trấn Thành thường xuyên đến thăm và gửi lời động viên đến đàn chị. Ai yêu thương chị tôi, ái mộ chị và xem Trong Nhà Ngoài Phố, một người phụ nữ đóng vai đòi nợ nhưng ngoài đời sống hiền lắm. Tôi đang giúp cho hai người vì tôi thương nghệ sĩ lắm, tại vì nghệ sĩ họ đóng góp nhiều quá, như công sức của họ thì xế chiều hơi hiu quạnh, nam diễn viên từng chia sẻ. Trịnh Kim Chi là người từng đứng ra giúp đỡ Hoàng Lan trong thời gian bà nằm trên giường bệnh. Chia sẻ về sự ra đi của đàn chị, nữ diễn viên bộc bạch. Đêm qua chị ra đi như chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng, thanh thản. Đã qua rồi những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật đau đớn đúng không chị? Cầu nguyện chị an yên về cõi vĩnh hằng chị nha. Mọi người luôn nhớ về chị. Trao đổi với Thanh Niên, Trịnh Kim Chi cho hay, khi nghe tin tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ chị Lan đi sớm như thế. Chị Lan đi cũng nhẹ nhàng, coi như xong một kiếp người. Nhưng tôi không nghĩ chị đi vào khoảng thời gian Tết như thế này. Nữ nghệ sĩ nói lần trao tiền cho Hoàng Lan cũng là lần cuối cùng cô gặp đàn chị. Thời điểm đó là vừa hết giãn cách tôi chạy qua thăm. Tôi thấy chỗ ở mới cũng tươm tất sạch sẽ nên cũng an tâm. Sau đó tôi cũng gửi số tiền nhà hảo tâm ủng hộ để chị trang trải cuộc sống. Trịnh Kim Chi kể trong lần gặp cuối cùng, tay chân nghệ sĩ Hoàng Lan co lại do không tập vật lý trị liệu nhiều. Dù vậy, diễn viên Trong Nhà Ngoài Phố khi đó vẫn tỉnh táo, nhận ra đồng nghiệp, thậm chí là còn kể tên một số bộ phim mà bà bầu sân khấu kịch từng tham gia. Ca sĩ Quang Thành viết, từ nay thôi hết khổ đau, trả lại nhân gian những nụ cười. Thuộc thế hệ nghệ sĩ sân khấu kịch thành phố sau năm 1975, rất nhiều nhân vai diễn sân khấu, màn ảnh, truyền hình đặc biệt ấn tượng Trong Nhà Ngoài Phố một thời. Trải qua những ngày tháng thăng hoa của sự nghiệp và rồi đau bệnh ở những năm cuối cùng, khán giả sẽ nhớ mãi chị, cảm ơn chị vì những nụ cười để lại, từ nay bình yên chị nhé. Cùng thời điểm này, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh đàn chị trên trang cá nhân kèm theo lời tiễn biệt. Còn nghệ sĩ Phương Bình nhắn nhủ, yên nghỉ nhé chị nghệ sĩ Hoàng Lan. Diễn viên Lê Khâm cũng chia sẻ, nhẹ nhàng rồi cô, hết đau đớn rồi cô sớm về nơi chính suối cô nhé. Nghệ sĩ như Minh Nhí, Đào Vân Anh, Khánh Bình v.v. cũng nghẹn ngào khi hay tin diễn viên Cổng Mặt Trời rời cõi tạm.